đây nè chị tiêu quá bao tử hả? Hay dữ ta. Dạ vào ngược dạ dày luôn hả? Hay với vậy trời. Dạ. Vậy là cái cách dùng sao sư huynh có thể chia sẻ được chưa? Nói chung là mấy ông thầy ông kêu đi đi với mẹ ông lấy thôi chứ. Mấy huynh đại đi lấy thuốc á ha. Này lấy gì cho cùng thuốc nào ạ? Ủa là mình cưa mấy cái cây ấy ha. Cây này cây gì sư huynh? Hồng phát. Hồng phát hả? Hậu. Hậu phát là chị bên gì sư huynh? Không gành ha. Hậu hậu phát ha. Vì thuốc nam hả cô chú anh chị? Mà sư huynh này không có biết là chỉ lấy thuốc thôi. Không biết là chị bên gì. Hầu phát hả ta? Vậy mình lấy thăng với lá luôn hả ta? Vậy lấy thăng với lá luôn hay sao sư huynh? Thăng với lá luôn. Dạ, yeah. Là chị bệnh gì sư huynh có biết không? Chị tiêu quá bao tử đó. À, vậy là cái cây này chị tiêu quá bao tử hả? À, hay với ta? Chào cực dạ dày rồi, chị con mình lấy với đồng tháp lên nút tắm lấy thuốc nam, về cho mình thuốc. Vào ngược dạ dày luôn hả? Hay với vậy trời. Dạ. Yeah. Vậy là cái cách dùng sao sư huynh có thể chia sẻ được chưa? Nói chung là mấy ông thầy ông kêu đi với mẹ ông lấy thôi chứ. Nói chung là công dụng thì chỉ biết là nó trị bao tử thì chưa vậy thôi chứ chưa biết rồi nó tác dụng sao. Dạ, mình chỉ nghe nói với mình lấy thôi ha. Là mấy huynh ở đâu về chứ huynh? Ở Đồng Tháp. Đồng Tháp qua ha. Đi ra chung Đồng Tháp. Dạ. Này là mình làm với mục đích là thiện nguyện ha. Dạ, này làm thiện nguyện. Dạ, mình bỏ công mình làm mình đem về nhà thuốc nam vậy ha. Dạ. Dạ, rất là quý tấm lòng của mấy sư huynh này của chú anh chị. Đi gần đi gãy vậy nè, rồi đi tìm những cái cây rồi mình phải giác chuyển xuống rất là cực luôn nha. Qua thì đi ở Cô Tô, nay mới qua đây. Vậy ha. Cực lắm cô chú anh chị, chứ không phải một cái thành một cái những viên thuốc bà con uống thì cả một vấn đề quá trình luôn cô chú. Cây này rất là hay ha, chị chào ngược dạ dày ở này kia luôn, rất là hay. Rồi cảm ơn sư huynh, chúc sư huynh đoàn mình nhiều sức khỏe nha sư huynh. Dạ dạ. Để làm nhiều công việc thiện nguyện ha, giúp đời ha. Dạ. Dạ. Dạ, đến đây nãy giờ anh em mình đi trên cái đường chuyến hành trình lên như dọn bóm. Thì cái thấy những sư huynh lấy phát tâm đi lấy những cái thuốc nam rất là hay. Thì hồi đó giờ em có đi lấy thuốc nam lần nào chưa? Nói chung thuốc nam thì lúc đó mình đóng vai trò đi làm từ thiện lấy trên dưới khoảng 3-4 năm. Là tại cơ sở của chú Tấn ở ngoài thị trấn Định Quán gần đá Ba Chồng quý vị. Ai ở Đồng Nai thì biết đó. Ừ. Lần mình đi lấy là năm 2009 bắt đầu đi lấy. Quý vị em biết rằng gừng gia canh đó là gừng nguyên sinh quý vị. Lấy là chúng ta rất là cực luôn. Nghĩa là những cái cây này đây. Cây phải nói 20-30 mét mới đem leo trển á. Rồi cái dây thuốc mình mới lên đem cái dao theo bộ anh hông nè lên chúng ta mới chặt rồi ở dưới á, mấy anh em người ta xả ra một thước kia nè. Rồi mình mới vác ra cái bìa gừng rồi mới chở xe đó lấy thuốc nó rất là cực quý vị nên chúng ta uống thuốc nam mình cũng rất là trân trọng đi đèo suối rồi dắt cắn này kia mưa nắng chung là nhiều cái nguy hiểm xảy ra đến những cái anh em đi lấy thuốc nam đó cô chú chị còn thời gian ở vùng núi dài mình cũng có đi cánh lấy Latina lượng mặt trời á lấy là đổ trọng huyết gồng nhưng mà đặc biệt là những cái gừng ở ngoài kia là thuốc vi sinh nó nhiều như là phục linh nè gấm đen ruồi đỏ rồi huyết gồng rồi thổ phục linh bạch phục linh rất là nhiều luôn á. Dạ thì cô chú anh chị ơi anh em đã gặp một cái ngôi miếu thì ở đây có ngôi miếu ông hổ hình ra ông hổ lên đây để kỳ sẽ tiến vào bên trong hay quay cục đá này lại cho cô chú anh chị xem ha. Ở ngoài là cái hình ủng hổ nhưng cái hình vẫn rất là giống ủng hổ của chú ơi, có phần đầu nè. Đá này ngộ quá ha ta. Y hướng đây ra ủng hổ Định ơi. Nè em nhìn là có lỗ mũi luôn kìa. Ở đây đặc biệt lắm quý vị, ở đây có tên là Dồn Bướm Dồn Voi, tại vì có tên là hai vị này là hai vị tướng lãnh bên Campuchia. Khi mà đã bị bên Đức Cố Quản Trần Quang Thành á, tôi kể mấy thưa đó. Cùng các đệ tử đã thu phục được hai vị này. Đức Cố mới nói rằng thấy hai vị có duyên với Phật Pháp thôi hãy trở về ở núi Cấm ẩn tu đi chờ đến thời cơ mà ra giúp thế đôi đời thì ông Bướm và ông Voi mới trở về đây tu và hai ông đã chứng đạo. Cái vụ này là vụ ông Voi nè, đây là vụ ông Bướm nè, hai quẹ phải rồi từ đó thì nó có mới địa danh là tên là vụ ông Bướm là nơi vị trí hai vị tướng lãnh Campuchia đã quy phục với thời đại của Đức Cố Quản Trần Văn Thành các đệ tử và đã trở về đây tu hành chứng đạo cho nên chỗ này nằm trong năm non. Năm non là một là dồ đầu, hai dồ bà, ba dồ bà hông, bốn là dồ thiên tế, năm dồ ông Bướm.
gần 5 cây đá thế ngày nay mà ruột năm non có các đài đó. Cho nên là dồn bướm nó có những cái câu chuyện hết sức là ý nghĩa. Sự Định cũng đã sơ lược cho quý vị mình nghe. Dạ. Rồi cảm ơn ông Định nha. Thì bên đây sẽ... là bên đây cảnh tượng dồn voi. Bên đây là lắm. Cái hướng bên đây mình đi dồn voi. Còn cái hướng bên đây là dồn bướm cũng hai ông cũng đối viện với nhau đúng vậy rồi. Ha. Hai ông tu đắc đạo luôn. Ồ, để kỳ bên đó đá đẹp lắm. Kỳ sẽ tiến vào cái ông đá ông hổ này, nhìn cái kiểu rất là giống ông hổ của chú. Thì Kỳ sẽ có hang nè. Thì để trong coi cái nơi thờ phượng xem sao. Ở đây có thờ ông Địa, ông Tài. Vậy đây là Phật Di Lạc nha, cái tượng cổ. Ôi ôi, cái tượng này bởi thương quá tàn cái tượng này. Trong thờ con âm. Kỳ sẽ tiến vào bên trong của chú. Đây giống như cái hang động đã tu ha. Ừ, gọi là cái điện, giống như tự cái điện nha. Hồi xưa ở đây tu điện đâu có mưa gió gì đâu. Bởi vì như một cái mái nhà vậy ha. Ở trong thì có để là củ quyền đất tổ của thờ nha. Ở bên đây là thờ mẹ Quan Thế Âm với bà Tổ Cô với Quan Thánh. Đại khái thì vòng vòng thờ chỉ đại khái thôi cô chú. Ở đây tượng mẹ Quan Âm thì bị đứt hai cánh tay hết. Nhìn mẹ rất là hiền hòa nha cô chú. Ở đây cũng vậy, có một bục lễ. Chắc Kỳ nghĩ là nơi đây hồi đó các vị ẩn tu nơi này hoặc là những ông hổ đã từng ở đây á. Thì thấy là cái mái nhà nè. Ha. Dạ, yeah, rồi Kỳ sẽ đi tiếp cô chú ơi. Cục đá này rất là lạ ha. Đánh là bách thắng là bách chiến, ít có bại với ai lắm, tướng lãnh Campuchia mà. Dạ. Yeah. Đây là nơi dồn voi không? Chú Quỳnh thấy cái đá nó đặc biệt không? Trời ơi. Lần đầu tiên Kỳ đến nơi này là cô chú thấy đẹp quá tàn luôn, ngộ quá ha ta. Chia sẻ ra cho bà con biết. Người ta nói thường ta đi năm non, ta đâu biết non nào đâu. Dạ. Yeah. Đây là một trong năm non nè quý vị ơi. Đây là hải phái Bủ Sơn Kỳ Hương luôn ha. Ở đây tảng đá nè. Nhưng mà cái cục đá này thấy lạ quá, định một hình rất là tròn nhưng mà nằm chính giữa hai cái cục đá nằm trao lôi như vậy, giống như có cái sự sắp đặt hay sao đó ha. Dù giống như cái sự màu nhiệm này kia cây nó lươn theo đá thì Kỳ sẽ tạm dừng của chú ơi, cúng cái Kỳ sẽ quay tiếp nha. Thì cái đá ở đây nhìn cái kiểu rất là đẹp, có một cái cây rất là lạ kỳ bò quanh trên này. Thì ngoài trước nó gan thì mất nhã cái đầu vậy ha. Ủa, đá đây lạ không mà ta. Đá này đặc biệt quá. Dạ, thì Kỳ sẽ quay ngôi miếu này trước. Ý, ngôi miếu này Kỳ thấy là giống như cục đá tượng bà hay sao cô chú ơi. Là có đeo ở ngoài nè, cô chú có để là cái đeo lên cái giống như phát cái áo cái nhiều hình cục đá thì giống như cái kiểu không có đầu vậy cô chú. Chắc cái này là đá ông bà hay tượng bà gì ở đây thì Kỳ không có thấy tên nên Kỳ không có biết được là ngôi miếu thờ vị nào. Ở đây là có một cái bát hương phía dưới nè, chắc lẽ là thờ đất đai thằng Trạch thổ địa thằng Tài thổ địa thì đó. Đây là tượng mẹ Quan Âm, có những cái chữ nôm chữ tàu gì rất là nhiều. Đây thì tượng mẹ Quan Âm nằm trên cái đá nè. Đây tượng mẹ Quan Âm bị nói chung là bị quỷ hoại muốn hết luôn cô chú. Ở đây thì có cái hang mà không biết cái hang gì nữa, cái hốc cây. Sẽ tiến qua bên đây xem sao. Ở đây đẹp quá hả Linh? Đẹp. Ê, hốc đá này hình người tướng ta chưa ta lựa cảnh tu đâu phải cảnh bình thường. Ê, giống như cái này cái nằm trong cái khung bát quái vậy hả Linh? Ha, những cục đá xung quanh nè. Mình nhìn giống như hình búp sen mà là họ có một cái dòng ở ngoài nè. Ha, rất là lạ ha. 1 2 3 4 5 thì năm cục đá này giống như cái ngũ hành vậy cô chú. Dạ Kỳ sẽ không bướm mới giữ nè. Kỳ sẽ quay những cái cục đá này lại cho cô chú anh chị xem ha. Những cái đá lạ kỳ lắm cô chú ơi. Giống như cái kiểu lên đây mình kiểu ngũ hành vậy đình. Có năm cục đá trắng dữ luôn nè. Không biết ở đây ở trong có cái điện không ta, không dộn bóm ở đây tu á. Không ha. À ở kẻ đá vậy thôi ha. Ôi ôi chứ cái cục đá này có cái hình giống như là chiếc thuyền này hơi. Cái thuyền đá vậy trời. Ghen chiếc thuyền rồi Định. Còn cái phần này thì giống như cái ông gì đang ngự ở đây hay sao nữa. Nhìn cái tảng đá nó nhìn rất là lạ luôn. Y ở dưới này Kỳ thấy có cái cây gì lạ chứ tay. Ôi cái cây mọc lên gì đó giống như kiểu Campuchia quá Định. Này ghen luôn nè. Giống như ở bên cái đền ăn co vậy cô chú. Cái cây mọc lên những cái đền ăn co vậy. Ở đây có một con miếu luôn cô chú ơi. Ôi cái cây mọc trên đá mà lớn gì luôn à trời. Cây chăm cây gì á. Không phải cô chú ơi, cây gì cô chú ơi. Nhìn thấy lạ nè.
cái rễ mà bò cỡ này luôn nè, cô chú anh chị biết được là nó lâu năm cỡ nào luôn. Cái cây này có lẽ là những gì thần, những dòng cây có thể là ngự đây nha cô chú. Ta lạ ha. Đây, rễ bò xuống đẹp quá tàn, giống như kiểu rất là huyền bí ha. Đây thì kỳ thấy một cái chỗ thờ ông miếu ông địa ông Hàng Tai. Thì nghĩ là trong đây chắc có cái sơn động gì ở đây quá cô chú. Thì để cho ông dôi ẩn ngự ở đây, chứ kỳ thấy ở đây những cái tảng đá là không có thể nào chỗ chú nắng chú mưa gì hết nha cô chú. Cây rất là to nha, nhìn rất là ly kỳ cái cây này, bự quá. Bên đây cũng vậy nè, cái cây nó mọc lên cái tảng đá nhìn rất là đẹp luôn ha. Nhìn nè, nhìn cái kiểu giống như là cổ kính dữ lắm luôn, đẹp lắm. Trời ơi, quá dữ cái cây này. Như thì thấy là trên này có người quét dọn cái đường rất là sạch luôn nha cô chú. Dù ông do thở nó cắm. Trời ơi, đẹp quá. Nói chung là cái chỗ này giống như cái bát quái, cái ngũ hành vậy cô chú. Cái cây ở đó, một cái cây nữa ở đây, đặc biệt có ba cái cây, một hai ba cái cây mọc trên cái tảng đá. Định cái này chứ anh nghĩ trong đây có cái sơn động gì trong đó Định ơi. Có nên các ngài ngự ở đây thì thấy có bích lượng cửa vô hay gì nè. Chắc có lẽ là có Định. Thì thấy ở đây có một cái sơn động đi vô nè. Ở đây có một cái sơn động nào quên. Mà không biết có vô được không, nó nhỏ quá. Ở đây chắc vô được Định ơi. Thì đưa cái cây vô. Thì đúng mà giống như cái kiểu thì đó có thể là ngày ở đó ngày mở. Thì để ngay lại xem sau. Thì bởi vì ở đây có chắc có lẽ một cái sơn động, cái ngách gì ở trong đây cô chú ơi. Thì có lẽ ngày các ngày tu đắc đạo thì có lẽ là dùng thần thông biến hóa được lúc mà cái thời kỳ của ngài đã xong rồi, thì các ngài có thể là đóng cửa là giống như cái hầm chén bên núi Tô gia đình, đúng không? Giống như có cái cửa, nhưng mà sau này các ngài sẽ cho đá lớn to lên để mà che lấp lại cái gọi là cái cửa hang á. Rất là kỳ bí đây này ha. Rồi cái kỳ sẽ tiến qua bên dọn bóm để quay tiếp cô chú ơi. Đi chú cấm mà quý vị không có đi đến những cái non này rất là tiếc ha quý vị. Ừ, cái này là thuộc trong năm non ha. Vô đầu nè. Đầu là cái hướng điểm 13 rồi đó. Vô bà, vô bà hông, vô thiên tế, vô dạ. Bướm. Vậy là trong những cái điểm cúng của các cô chú đi hành hương cúng dưới núi đó hả Định? Ừ, nhưng mà ít qua đi được năm non. À, cũng như không có gành hay sao? Không gành. Đúng rồi. Khi người ta chưa nghe danh từ bảy núi năm non là gì nữa. Thì đúng rồi, kỳ cũng đi núi cũng thường nữa cô chú, nhưng mà hôm nay đủ cái căn duyên này Hồng Định giới thiệu cái vô ông voi và vô ông bóm cho kỳ biết được. Để kỳ sẽ đi với ông Định qua bên kia cô chú ơi. Cái này có người quét dọn sạch lắm mình. Quét từ ngách luôn. Đúng rồi. Cái chỗ điểm trên đây là tâm linh trên nước cấm cũng đặc biệt lắm mà, có nhiều cái câu chuyện mình nghe kể nữa. Thì một cái trong những cái câu chuyện nào mà Định được biết được có thể chia sẻ cho bà con mình được biết luôn được. Để nghe lâu nhưng mà nói chung nó quyền bí. Quyền bí ha. Khi, những cái người không tin tâm linh ta không tin. Dạ đúng rồi. Nó liên quan với ví dụ người ta phép thật này kia. À. Như cái gì, những cái gì tu sĩ hồi xưa là có phép luôn á Định. Đúng rồi, hồi xưa thì... là cái mình biết á, cái thời kỳ nào nó cũng có phép thật hết trơn á. Ừ. Nhưng mà sở dĩ bây giờ văn minh quá rồi, con người không có màng đến tâm linh. Văn minh nó trỗi lên quá thì vấn đề tâm linh nó sẽ hạ xuống. Giống như thời Đức Phật thời xưa rồi đó, các vị tổ đó, thời đó văn minh đâu có đâu, cho nên là phép thật là nó gần gũi với người ta, ta dễ ấy hơn. Ừ. Còn bây giờ mà các ngài thể hiện phép thật xuống rất là chúng sanh hoang mang náo loạn hết trơn quá, thời này văn minh quá rồi. Khi mà cái thời văn minh này nó sẽ hết thì cuộc đời tâm linh nó sẽ nổi lên, cho nên chúng ta sẽ là thấy phép thật như bình thường. Ồ, chúng ta đã đến vô một môn bóm nữa thôi Định. Ồ, chào sư huynh. Hữu hữu duyên thiên lý ngộ ha. Cái này duyên núi hả sư huynh? Dạ. Ở đây thì kỳ thấy có một cái bát hương thờ đá ở đây. Cấm. Ồ, sư huynh đi với ai sư huynh?
siêu Quỳnh Vũ. À điên mình vậy hả? Dạ. Thì ở đây thì thấy những tảng đá là có quét dọn sạch sẽ, dọn bóm rất là đẹp luôn cô chú. À gần nhà ga cô chú ơi, cặp sau bên mở thông nhà ga. Ở đây thì thấy là có thờ mẹ Quan Âm, rồi Địa Tạng Vương. Rồi chị sẽ đi lên trên cô chú ơi. Ờ mình sẽ đi sáng lên đây. Đi dưới, ở dưới ha. Để kìa bước lên đây thấy không kìa. À thờ Cửu Quyền hả, khúc đá đẹp quá ha. Đây đây đi bước qua. Rồi kìa sẽ đi bên dưới cô chú ơi. Đây nè, đây nè. Ủa? Ủa mình treo trên luôn à. Đi dưới có cột thang. Quay ở dưới thì mình đi phía dưới cho nó trơn. Dạ. Đi lên có cột thang. Dạ, để em đi phía dưới cô chú ơi. Ý, có cái cầu thang nè. Đây để Kỳ quay bên trong trước lên đây. Đây có một ngôi miếu thờ bên trong thì thiếu ánh sáng. Thì có thờ là Đức Phật. Phật Tam Thế Chiếc Bồ Tát luôn. Mẹ Quan Âm, Quan Thánh. Thì đây cũng là một cái điện nè cô chú. Thì sẽ tiến lên trên vô ông bớm. Ủa mấy con đá đây đẹp đẹp không ta? Đi dọn bấm vào trong cái này hay sao Đinh? Đi lên đỉnh luôn. Cái đỉnh nó đẹp lắm, nữa quay thấy toàn cảnh bờ hồ luôn. Rồi ơi, đẹp dữ ta. Lần đầu được trải nghiệm nơi này luôn ha. Nào, tiến qua bên đây xem sao. Ê, ngay đây là cái nhà ga của chú anh chị ơi. Nhà ga nằm cặp bên hông luôn, dọn bấm. Ôi, nhiều cái tảng đá lạ đẹp quá nè. Có cái hình hài nó rất là như cái vẽ giống như là mình không hiểu được cái những cái hình này nó mang cái hình dạng nó rất là lạ luôn cô chú. Vô ông bấm ha. Thì Kỳ núi cũng khá là nhiều lần rồi nhưng mà chưa có cái duyên đi qua nơi đây. Thì hôm nay đủ cái nhân duyên của chú anh chị mình lên đây mình làm cái clip luôn để lưu niệm chuyến đi của mình. Đây là năm mẹ ngũ hành, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ Diêu Trì. Ở trên đó là mẹ Diêu Trì luôn hay sao? Áo vàng thì không biết là mẹ nào. Có một tảng đá rất là đẹp này. Đi. Mấy này mấy cái giếng tiên hay gì đó. Thấy để màu vàng nè. Hay là đá này là màu vàng ta? Rất là lạ cô chú. Ồ đẹp quá ha. Trời ơi, trên đây là mình nhìn qua cả chùa Vạn Linh luôn cô chú anh chị, thấy cái hồ luôn đẹp lắm đó. Toàn cảnh cái tượng Phật từ phía trên mình nhìn ngang cái tượng Phật luôn á. Ừ, lên đây nhìn đẹp quá Đinh ơi. Ở đây phải sáng lên đây quay là những cái tiên luôn mày á. 7 giờ sáng mà mình quay cái lúc mà sương mù trên đây là rất là đẹp luôn Đinh. Chân hết ta. Rồi đá dưới nè. Thì cắm nó đi nó vô. Ở dưới có điện lên đây. Còn cục đá đây nè. Đây quay đoạn hoa cẩm. Quá tràn đẹp luôn. Ôi. Rất là nhiều nơi mình chưa được biết. Vô bồ hông. Ở bên đó là cái trụ đó là đòi vô bồ hông nha cô chú. Từ trên đó mình nhìn xuống thấy được Phật Di Lặc luôn đó. Thì ở đây mình nhìn rất là nhiều cái góc để mình nhìn về cái hướng Phật Di Lặc rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Thì chắc video của Kỳ sẽ tạm dừng đây cô chú anh chị ơi. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo ha. Chúc cô chú anh chị một ngày an lành nha, tràn đầy năng lượng.